Thưa quý vị, tập phục hồi chức năng là giải pháp giúp cải thiện tình trạng vận động do những khiếm khuyết bẩm sinh, bệnh lý hoặc tai nạn gây ra. Và tùy vào từng trường hợp mà quá trình này tính bằng tháng, bằng năm, phụ thuộc vào trình độ, kinh nghiệm của các kỹ thuật viên lẫn sự phối hợp nỗ lực của người bệnh. Trong các đối tượng phải tập phục hồi chức năng thì trẻ em là đối tượng khó khăn, áp lực hơn cả vì nhận thức, ý thức của các em chưa hoàn thiện. Thế nên để gieo mầm hy vọng hạnh phúc cho các em, các kỹ thuật viên không chỉ có năng lực mà còn phải làm việc bằng tất cả tâm huyết cùng tình yêu thương của mình. Chương trình ngày mới sáng nay xin giới thiệu đến quý vị về những cống hiến lặng thầm như thế tại Bệnh viện Vũng Tàu. Tập phục hồi chức năng vốn đã không dễ. Tập phục hồi chức năng cho trẻ càng khó hơn nhiều lần. Bởi trẻ nhỏ hầu hết chưa biết phối hợp, nên quá trình tập luyện khó hơn, kéo dài hơn và cũng vất vả hơn. Thế nhưng đã 23 năm, kể từ ngày gắn với công việc này, kỹ thuật viên phục hồi chức năng Đỗ Thị Phú vẫn đều đặn từ 7 giờ sáng đến 17 giờ chiều mỗi ngày, có mặt tại khoa vật lý trị liệu phục hồi chức năng, Bệnh viện Vũng Tàu để tập luyện cho 5 đến 7 cháu. Bệnh nhân của chị Phú đa phần bị khiếm khuyết bẩm sinh, bị bại não, liệt hệ vận động, vẹo cổ sơ sinh nên quá trình tập rất vất vả, áp lực. Các cháu đau, khóc và mệt, chị phải vừa kiên trì, vừa động viên, từ đó nắn chỉnh từng động tác, chuẩn từng chút một. Ấy thế mà cũng phải kéo dài từ 3 đến 5 năm, thậm chí lâu hơn nữa mới cải thiện được tình hình. Cái bé đang chậm phát triển này thì nó có một cái nó khó khăn hơn, cho nên là các mẹ có nhiều cái áp lực, các bố mẹ có nhiều cái áp lực, cho nên khi mà vừa tập cho các con thì phải động viên bố mẹ nữa, tại vì nhìn thấy mình giúp đỡ được các con trong công việc thì mình giúp đỡ được các con ngày một tiến triển tốt hơn này, thế xong rồi thấy được các mẹ cũng có cái niềm tin đó, thế là mình cũng thấy vui và thấy các con ngày một tiến triển nên là cảm thấy rất là vui. Không chỉ lựa chọn theo học ngành vật lý trị liệu phục hồi chức năng đầy gian truân vất vả, mà khi về công tác tại Bệnh viện Vũng Tàu, chị Nguyễn Thị Thu Hiền chủ động xin được đào tạo và gắn bó với lĩnh vực phục hồi chức năng nhi vốn vất vả hơn. Tuy nhiên, gắn bó hơn 10 năm qua, với chị Hiền không chỉ có áp lực mà còn đầy ắp niềm vui, niềm tin bởi có một đứa trẻ bị khiếm khuyết vận động bẩm sinh có thể vận động được đang chờ mình phía trước. Mình tới mình tiếp xúc với các bé, mỗi bé thì có một cái niềm vui riêng. Xong mình tập cho các bé thì một thời gian thì các bé giống như là lật được này, bò được, rồi là đứng được, rồi các bé nhận thức được nhiều hơn. Thì đấy giống như là một niềm vui của em vậy á. Tập luyện cho trẻ, hướng dẫn phụ huynh tập thêm cho trẻ ở nhà. Các kỹ thuật viên còn là chỗ dựa tinh thần rất lớn cho các gia đình để thúc đẩy tất cả cùng kiên trì, mang đến niềm tin, niềm hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho các bé sinh ra không may mắn, khỏe mạnh như bạn bè khác. Dạ thì giờ mình cứ tin vào con, tại vì em thấy nó phát triển từng ngày đó chị, nên cứ tập dần cho bé. Mấy cô ở đây là chỗ dựa tinh thần cho hai mẹ con em. Khoa phục hồi chức năng vật lý trị liệu Bệnh viện Vũng Tàu có 10 kỹ thuật viên, trong đó một nửa là kỹ thuật viên chuyên phụ trách bệnh nhi. Trung bình mỗi ngày, khoa tiếp nhận trên dưới 15 trẻ đến đây tập luyện. Với tình cảm yêu thương, sự kiên trì, bền bỉ của các kỹ thuật viên, sự đồng hành, hỗ trợ của gia đình, hầu hết các bệnh nhi đều có sự phục hồi nhất định sau một thời gian tập luyện, thậm chí nhiều trẻ có thể hòa nhập cộng đồng. Trên hành trình gian nan nhưng đầy hạnh phúc này, luôn có những hạt mầm hy vọng được gieo trồng, nâng niu, chăm sóc để có thêm những đứa trẻ vững chãi bước vào đời.